Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video clip mới trên kênh của Dòng Sự Kiện nha. Thì cùng với kênh mình đi cập nhật một số thông tin diễn biến mới nhất về câu chuyện của chị Hồng Loan. Và đặc biệt là sáng hôm nay mình có bắt gặp một cái cô này hình như là đã ngồi đây lần thứ hai rồi thôi cả nhà. Hôm qua thì cũng đã ngồi một lần ở đây và trước đối diện với nhà của chị Hồng Loan. Thì hôm nay cô cũng tiếp tục ghé lại bên nhà của chị Hồng Loan. Bây giờ các bạn nhà mời cả nhà xem nha, để mình đi hỏi cô về những câu chuyện, xem coi cô là người như thế nào nha. Không nói đâu, thì cái gì nó phải có rõ ràng đúng không? Mình làm cái này nó có rõ ràng đâu. Không ăn lấy mặt đúng không? Mà cái ca này đâu phải của cô. Của con cô đó. Của con cô. Sao con cô không đi quay? Sao con cô không đi quay mà cô đi quay? Con cô bị bệnh rất là nhiều việc. Đây là cô thấy rất là khó cho con. Cái kênh cô, cái này không phải của cô rồi, cô đưa ra một cái kênh đại, cái kênh nào khác thì sao con ấy được? Các con phải lên nhớ là cô ở chùa nhé, cô ăn thay trường nhé. Cô ở đâu thì đâu biết, nhưng mà cái cô quay mà cô con nhìn thấy chưa, chữ gì đây con nhìn thấy chưa? Sao lại nói năng như vậy? Cô đã nói thật mà, các con không thể đừng bao giờ như vậy. Mình làm cái gì phải làm con yên tâm mình, con nhìn thấy chưa? Là tên của con gái. Thấy chưa? Em làm cái gì mình đúng. Phải từ từ để con giúp cho cô. Quay là con với anh kia quay cô. Đúng không? Con hỏi là cô bên sao cô quay lén như vậy? Cô không quay lén nhá. Đã nghĩa là cô ra cô chưa quay tí nào. Cô vừa bắt đầu đến đứng luôn. Cô nói là anh kia hỏi là vậy là cô bên muốn mở cái bạn bên muốn mở một ngày là cho cô ăn bao nhiêu cô mượn cái điện thoại đi. Một ngày cho cô ăn đừng coi lại không được phép rồi. Xong cô mới nói là tao có em cho luật sư. Không thể nói tao nha, nói thế là nào nha. Không được phép nói như thế. Là cô có để em cho là luật sư. Nên cô nói cho từ đầu mà nghe, nói cái gì mình nói đây là mình phải nói đúng. Vì các cô là người ăn chay trường nên phải nói đúng, không được nói sai nhé. Bắt đầu cô đến thì nghĩa là cô hăng quay đường này kia, cô chưa quay cái gì, cô chưa biết thế này. Kiểu quay thì em cứ nói là cô đâu đến, cô có phải đứng bò không? Thế sao lại hỏi cô như vậy? Thế bảo cháu nhìn thấy cô quen, có cô đấy không? Trong đấy có không? Thế thì lúc đến là găng rất căng mặt, thì cô rất là khó chịu. Thế cô bảo thế ở bún bò thì sao rồi cháu? Thế bảo thế ở ngày người ta cho ăn bao nhiêu, cô ăn bao nhiêu? Cô nói là mình tùy mình thích ăn bao nhiêu thì ăn. Thế cô không nhận là ở bún bò nhá. Thế mình phải nói rõ. Cô chưa nhận là ở bún bò, vì cô cũng chưa biết bún bò là ai. Nên cái đấy là mình nói cái thì mình phải nói đúng. Còn cái đấy mà có sự khác biệt. Thế không em mới nói là ai cho cô quay ở đây? Nói là cô có luật sư, cô còn chưa nói là anh cô làm bao nhiêu năm, đúng không? Cái này ấy, mình đã đến đây rồi, mình phải nói sự thật, phải nói mình làm, mình phải hỏi nhau không như thế nào đã. Mình quay bỏ kem bỏ ra, tại vì đẹp lúc bây giờ. Không, cô là vì tôi cháu biết không? Cô đang ở ngoài chưa vào lên nắng rất là rát mặt, mà cô rất là rát, cháu hiểu không? Nên là cô từ trước tới giờ kể cả cô vào xuống vậy, cháu thấy không? Cô chỉ có bị mà coi tất cả đâu cũng chỉ bị có thể nên nhớ điều đấy. Nên đừng bao giờ nói cái sai sự thật để mình làm nói làm cái gì mình làm đúng nhất và nói đúng thì không bao giờ sợ cái gì hết, có hiểu không? Thì cũng nên cái video anh ấy hỏi cô là cô không thừa nhận là bên bún bò. Cô không nhận là bên bún bò. Cô nói là bún bò thì sao? Cô chỉ hỏi là bún bò thì sao đúng không? Đúng rồi, bé này nói. Đúng rồi. Thì em đấy cô đang thách thức vậy đó. Cô đang thách thức ở tôi bên bún bò thì sao? Không được phép quay hay sao? Không, vì em đấy em nói một câu là ai cho phép cô quay ở đây? Em mới cắt câu đấy rồi nhé. Thì cô mới nói câu đấy. Đúng không? Anh ta không bao giờ cắt, tại vì tụi con quay thường, tụi con đăng thẳng luôn, mà tụi con cắt. Nhưng mà nghe này nghe là cắt cho cô. Em mới có nói câu là ai cho cô quay ở đây thì cô mới nói là cháu đừng nói thế nhá. Đó nên là xin chị như em gì tại đó. Vì trước đó cô nói là bún bò thì sao thì tụi con đúng mới rồi. Nói là ủa
ai cho cô quay đây, tại vì bản chất như cô biết drama này bên chị Hồng Loan thì rất là sợ bên kia rình mò các kiểu, thì tôi có thể hỏi vậy thôi. Tại vì cô đừng nói bún bò thì sao, bún bò có nghĩa là 50-50, cô đang ở bên kia bún bò đúng không, không chắc được là phe ta hay phe địch. Tôi có mới hỏi, ủa ai cho cô coi vào đây, thì con hỏi cô như vậy. Thế thì các con phải hỏi nói rõ, chứ không được hỏi, không được căng mặt như vậy. Không, tất nhiên khi mà tụi con hỏi là cô bên bún bò đúng không, không cô bên fan, qua chị Lan cô nói là không bún phải. Bò thì sao? Thì cái đó là cũng như là cô đang gần như là nửa này nửa kia. Em mới hỏi một câu nè, cháu nhìn thấy quen lắm, có phải cô bên bún bò không? Nói câu đấy, con bật lại cho nghe rõ. Mà bây giờ con hỏi cô nè, con quay cô gọi cho ai? Cô gửi cho con cô. Con cô sao không tới? Con cô vì đang ở ngoài đấy, cô đang làm nên con cô không quay đâu được. Con cô ngoài Bắc rồi. Ngoài Bắc hả? Cô gửi video cho con cô đăng hả? Đúng rồi. Cái này là một chuyện lạ, trước giờ mình đi làm. Không nhớ cô định là cô quay hết cái drama này cho con cô hay sao? Hả? Cô không, cô vào đây trước hết là cô vào khu công việc của cô, và cô vào khu cô quay nữa. Qua đến khi nào drama này kéo dài rất là lâu, nếu mà con cô làm cái drama này nên ở nhà phân tích đó, nếu mà không quay được thì nhiều người cũng phân tích mà vì sao, ví dụ cô quay đúng vậy cô, ngày dài đâu cô quay như vậy thì con cô làm sao mà biết được cái sự việc nó như thế nào mà để đặt cái tiêu đề cho nó chính xác. Cái cháu vào đấy là các cháu biết là như thế nào đó. Cái cháu cứ cô, vào đấy một người quay mà một người đăng thì nó khó lắm cô. Nhưng mà cái gì nó vẫn là thật, đừng em thôi đừng ấy nữa, đừng quay nữa. Còn nếu mà cô mà cứ như vậy là nó khó lòng lắm đó nha. Thật sự thấy là rất là khó. Còn phải làm này cô đâu có quay thằng cô gửi cho con cô làm được. Tại vì cái sự việc nó diễn ra nó khác quay khác khi mà cho cô quay cô truyền tải đâu hết được cái thông tin đâu. Cô cứ nói thật đi. Cô là từ đâu đến? Cô không ngoài Bắc rồi. Cái qua này cô cũng ở đây rồi. Không biết gì Hồng Loan hả? Cô cứ nói thật đi. Nếu mà làm như vậy cô gửi thì cô đến đây quay video rồi gửi ra ngoài Bắc. Còn cô mới làm đăng video lên thì không ai tin được. Đây là cô khán giả ngày hôm qua cũng có tới cái nhà hàng Loan quay phim nha. Và cô bịt mặt rất là kỹ và rất là bí ẩn luôn các chị. Hôm qua thì mấy anh em có hỏi thì cô nói lúc đầu là cô bên bút bò, rồi sau đó mấy anh em hỏi là cô có thường xuyên hay không, cô nói là bên bún bò thì sao, thách thức cô giống chị. Rồi sáng hôm nay bất ngờ sáng sớm cô lại đột ngột xuất hiện trước nhà chị Hồng Loan nha. Mấy anh em đang hỏi cho cặn kẽ là thử cô là từ đâu tới. Cô nãy giờ cũng lanh quanh. Quý vị xem tiếp video trên kênh không? Cô chỉ vào đây thôi, không có gì đâu. Cô quay clip là để đăng lên YouTube hay là sao? Không nhớ nữa. Tí cô vào trong chị Hồng Loan. Tí cô mới nói được. Còn chưa là chết, không chưa nói được gì hết. Dạ cô ngồi ở đây làm gì cô? Cô ngồi cô chờ quay phim hay là cô đợi chị Loan hay cô làm gì? Cô ngồi bình thường không có. À ngồi chơi thôi hả? Ừ. À. Đó hồi nãy thì cô nói cô quay phim cho con, cô bây giờ cô trả lời là cô ngồi chơi. Thật sự rất là mâu thuẫn nên cô. Mà hôm qua cô thấy cô tới rồi, bữa nay mình tới nữa để làm gì cô? Nếu mà cô không có giải thích rõ ràng thì rất là gây sự hiểu lầm trong cái sự hiểu lầm nha. Cô cứ giải thích bình thường, mình đến từ đâu, mình làm gì? Một là mình tới đây để làm gì? Theo ai? Mình ủng hộ ai? Dạ, cô phải nói rõ ràng. Cô là cô ủng hộ chị Hồng Loan, có hiểu không? Nhưng mà tí cô vào thẳng đấy xong ra cô mới nói cái gì không nói. Cháu tắt hết. Rồi thì cô không cho liên hệ. Nếu mà cô cứ như vậy thì mọi người sẽ đó, cô chú anh chị mấy anh em mình cũng có một cái câu hỏi là thiện chí nhưng mà cô cũng trả lời rất vòng vo. Hôm qua thì đã tới đây rồi, bữa nay không biết tới đây để làm gì nữa cái gì. Sáng sớm mà cô cũng đã xuất hiện trước nhà chị Hồng Loan rồi. Rất là nghi vấn nha, mỗi đối tượng rất là nghi vấn. Qua một số anh em YouTuber cũng có hỏi thăm, cô nói là cô từ bên bún bò qua đây. Rồi cô lại bức xúc nói là thì bên bún bò qua đây thì sao. Đó thì mấy anh em mình thì cũng quay cập nhật tới nhà chị Hồng Loan và có bất cứ một người nào lạ mặt hay là một người đó khả nghi thì anh em cũng hỏi thăm thôi.
Nãy giờ đúng là mấy anh em có đặt những câu hỏi rất là thiện chí, thì hỏi cô thử là cô tới đây để làm gì, vì hôm qua mới tới đây rồi. Lúc đầu cô nói là tới quay phim cho con, cô có quay phim nha, quay rất là nhiều đoạn video trong máy, nó là gửi cho con trai làm YouTube gì đó, nhưng mà không thấy có kênh YouTube nào cả đó. Thì cô chú anh chị tiếp tục theo dõi những cái diễn biến mới trên kênh Dòng Đời của em nha. Cô chú anh chị cho em xin được like, được đăng ký nha. Xin chào và xin cảm ơn quý anh chị.